Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại xã Chỉ Đạo, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Văn Lâm trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cùng dự về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 10 và bế mạc vào ngày 29 tháng 11. Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội theo hai đợt. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét thông qua 9 luật, 2 nghị quyết cho ý kiến vào 8 dự án luật. Kỳ họp cũng sẽ xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế xã hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng báo cáo khái quát về kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi đến Quốc hội trước và sau kỳ họp thứ 5. Tại hội nghị, cử tri huyện Văn Lâm bày tỏ ý kiến kiến nghị về một số vấn đề liên quan đến công tác tái định cư, xây dựng nghĩa trang để giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4, vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề, sông Đình Dù, tình trạng doanh nghiệp chậm triển khai dự án, việc thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, sửa đổi luật bảo hiểm xã hội để nhanh tiến độ xây dựng trụ sở công an xã. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn giải trình tiếp thu một số ý kiến của cử tri huyện Văn Lâm thuộc thẩm quyền của tỉnh, trong đó có việc triển khai giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại tướng Tô Lâm cũng thông báo khái quát với cử tri kết quả hội nghị Trung ương 8 vừa qua, giải trình một số vấn đề được cử tri quan tâm về xử lý ô nhiễm môi trường. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn chủ trương không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Về công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, thời gian tới Quốc hội sẽ chỉnh sửa luật đất đai theo hướng phù hợp, hài hòa với lợi ích của nhân dân. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng huyện Văn Lâm và xã Chỉ Đạo 50 bộ máy tính và đến thăm hỏi tặng quà cho hai gia đình người có công hộ nghèo tại xã Chỉ Đạo. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cũng đến thăm động viên các cán bộ chiến sĩ tại trụ sở Công an xã Chỉ Đạo.